Yo, what's up mấy bạn, trở lại với vlog của Trung. Sao đây tối quá vậy ta, không thấy gì luôn mọi người. Hey, thì bữa nay là Trung đang đi ăn sushi. Thì bữa nay là cái ngày single day, ngày 1 tháng 11. Thì đây là Trung đang đi ăn sushi. Thì bữa nay chúng ta đi ăn một mình. À không, đùa thôi, thì chúng ta đi ăn với lại hai đứa bạn thân của Trung ha. Thì cái quán sushi này là ở dưới Bình Thạnh Lận, khá là xa. Thì đây, nghĩa là Phong, bạn thân của Trung và bạn gái của Phong đã đi vào giữ chỗ rồi. Thì bây giờ sẽ vô cái quán sushi này ha, rất là đẹp. Ok, thì đây là Phong với Yến. Các bạn đã biết Phong với Yến rồi. Đã quay lại cái quán sushi, đây là quán sushi Nhí. Thì lát nữa Trung sẽ review cho mấy bạn về cái quán sushi này ha. Bình thường Trung hay ăn ở Nguyễn Văn Cừ, nhưng mà bữa nay là sẽ đi test thử ở cái quán sushi Nhí này. Để coi, trang trí rất là cool. Thì để lát nữa Trung vô Trung quay một cái, nếu mà được thì quay một cái video nhỏ. Chụp làm cái gì? Tao nghe tiếng chụp hình với kịch ngắn. Tình hình hiện tại là có 4 con tôm tất cả, nhưng mà chỉ có 3 người thôi. Nhưng mà bây giờ còn 1 con tôm, thì bây giờ chúng ta sẽ kiếm một cái cách để lấy 1 con tôm lại. Là con tôm. Thì bây giờ mình sẽ tìm cái cách để chia con tôm như thế này nữa. Nó nằm ở trong cái đường dưới Bình Thạnh đó. Lát nữa Trung sẽ ghi cái địa chỉ ở đây cho mấy bạn. Thì gửi xe hơi xa xíu đi. Thì ở đây ăn khá là ok, cũng giá cũng trung bình thôi, không quá mắc, nên mấy bạn cũng có thể check out thử ha.
Thì hiện tại là Trung đang ngồi ở Malay Coffee. Thì lúc nãy là đi ra chỗ Cô Ba Sài Gòn Đồng Khởi, nhưng mà tại vì nó quá đông, bữa nay là cuối tuần nên là không thể nào review với bạn được cái quán Cô Ba. Thì chưa thấy cái view ở Đồng Khởi rất là hay, thì chắc là để một buổi sáng ở đó và Trung sẽ ra đó review cho mấy bạn. Ê, tìm ăn cơm. Yo, what's up mấy bạn? Bữa nay là Trung đang đi làm. Thì bây giờ là đang đi buổi trưa và Trung sẽ lên đi ăn cơm. Ok, thì outfit cho bữa thứ hai đó là một cái flannel và quần jean, skinny jean và một đôi giày mỏi. Ok, cái này flannel là người ta mặc chung với lại một cái áo thun ở trong mà tôi mua sao á, nó vừa cái tay luôn phải không? Mặc vừa luôn, khỏi cần phải thành cái flannel, mặc thành cái sơ mi luôn. Đâu đi anh? Cái ít. Cái gì không biết tuổi. Hình tới. Đi mọi người, mẹ rất là thú vị. Ủa em, bằng cái hình ảnh thông minh không? Hey, thì bây giờ Trung mới cơm xong thì bây giờ Trung sẽ xuống lấy cà phê ở dưới quán BJ Coffee. Cái quán BJ Coffee chắc các bạn biết rồi, Trung quay cho bạn khá nhiều. Thì bữa nay là bạn thân của Trung là Phong, thì hiện tại là mới chuyển công việc qua bên khu Sala. Thì tại thì bây giờ Trung đang mời Phong qua đây uống cà phê. Bây giờ Trung đang xuống để gặp Phong. Ô. Lâu quá. Đi. Ừ. Thì Trung mới order một cái món nước ở BJ Coffee. Thì cái này là cái Granita, là cái signature của BJ Coffee. Nó rất là mạnh luôn. Những bạn nào mà không uống được cà phê mà uống cái món Granita này là sẽ bị sốc ha. Thì đây là cái này, nó không phải là đá xay. Các bạn nhìn giống đá xay nhưng mà thật ra nó là sữa với lại cà phê trộn chung với nhau, sau đó là bỏ vô cái máy rồi nó tự đông đá lại. Sau đó sẽ có một cái lưỡi dao để nó chém ra thành đá ha. Thì cái này là cái signature của quán. Nếu mấy bạn lại thì mấy bạn nên order món này thử. Nếu như mấy bạn là caffeine addict thì mới uống được, còn bạn nào không phải thì không nên order ha. Còn đây là Phong. Ê. Thì bữa nay là cái bữa này là bữa trước tập, thì Trung sẽ ăn 100g cơm, một cục phô mai và sau đó còn bao nhiêu gà Trung chế biến. Tối hôm qua là Trung sẽ ăn nấu hết luôn và sẽ có rau nữa, sau đó là Trung sẽ đi tập. Bây giờ Trung sẽ chế biến ăn xong rồi chế biến gà và sau đó đi tập. Okay. Thì bây giờ là Trung mới ăn cơm xong. Thì hiện tại là Trung mới, các bạn mới thấy là Trung pha cái creatine với lại BCA đúng không? Thì đây, cái bịch này là bịch creatine monohydrate. Thì trong cái video trước thì cái creatine của Trung là không có mùi, nhưng mà cái đó là Trung uống sau khi tập chung với whey. Còn cái này là có mùi, cái này là mùi watermelon flavor ha, và mùi dưa hấu. Và cái bịch BCA mà Trung dùng hồi hôm bữa có một số bạn hỏi, cái bịch này là BCA, cái này là bịch beach mango flavor ha. Beach là đào, mango là xoài, xoài đào á, thì nó sẽ ra được cái hỗn hợp màu như thế này. Trung mới pha xong. Và cái creatine monohydrate như thế này, bây giờ Trung sẽ uống cái ly creatine này. Thì Trung không có uống caffeine vào buổi tối để tránh mất ngủ vào lúc mà đi tập, tại vì bây giờ là cũng 9:20 rồi. Thì bây giờ Trung chuẩn bị lên phòng gym, thì Trung sẽ uống creatine này, mang theo cái bình BCA lên để tập. Thì bữa nay chúng ta sẽ tập cái ngày là ngày push day, thì Trung sẽ giới thiệu với bạn sau về cái ngày này ở nhà. Ok.
Hey yo, what's up mấy bạn đã trở lại với vlog của Trung. Thì bữa nay là chúng ta sẽ tập cái ngày push mới. Thì cái ngày push này chắc là cái video này nó khá là dài rồi, thành ra là Trung sẽ làm một cái video sau để hướng dẫn, để nói về cái giáo án mới này ha. Thì nó cũng cũng hơi phức tạp một xíu thôi, nhưng mà Trung sẽ làm một cái video riêng về về cái này. Thì cái này là cái ngày push, thì chúng ta sẽ tập cái bài barbell bench press trước. Thì cái bài này là chúng ta sẽ tập warm up trước nha. Cái này là những cái set này đều là warm up hết. Thì cái dạng này nó sẽ khác một chút, đó là chúng ta sẽ có 3 set nhân cho 4 rep. Thì chúng ta sẽ warm up từ nhẹ lên tới nặng dần á, cho đến cái mức mà 80% ha. Thì cái ngày push bữa nay là chúng sẽ tập 80% của cái mức 1 rep max bench của chúng. Thì chúng sẽ tập là 40kg một bên, là 100kg nhân cho 4 rep cho 3 set ha. Thì khi mấy bạn warm up lên thì những cái set đó là set warm up không tính ha. Thì mấy bạn phải warm up nhẹ dần từ lên khoảng 2-3 set, dần lên tới 100kg. Sau đó thì mấy bạn mới tiếp tục đẩy. Thì cái set vừa rồi là set thứ nhất của 100kg, và đây là set thứ hai của set 100kg. Thì mấy bạn tập warm up đi từ dưới lên trên nhẹ ha. Mà những set đó chúng ta sẽ không tính, nó chỉ là những preset warm up thôi. Thì đây mới là 3 working set nè. Thì đây là cái cách tập mới của giáo án ha. Chúng ta sẽ tập một cái mức nặng 80% của 1 rep max. Sau đó chúng ta sẽ chuyển qua cái bài OXP là overhead press ha. Thì bài này cũng 3 set 8 đến 10 rep ha. Thì cái volume của cái ngày push này á, Trung cảm nhận theo bản thân của Trung á, là Trung thấy nó nhẹ hơn cái ngày push của cái giáo án trước. Nhưng mà nó cũng có những cái hay riêng của nó, là nó sẽ tăng cái phần trăm lên của theo từng tuần, theo từng 1 rep max 1 ha. Thì tuần trước Trung tập 75% 1 rep max, thì tuần này Trung tập 80% của 1 rep max á. Thì Trung thấy rằng là cảm giác rằng là những cái bài nó nhẹ hơn hẳn. Nhưng sau chỉ mới một tuần thôi, Trung cảm giác rằng những cái lift, những cái bài bench, những cái bài OXP này của Trung á, Trung cảm giác nó nhẹ hơn một cách nó lạ đó, nhẹ hơn một cách kỳ lạ ha. Thì bài này thì 3 set ha, 8 đến 10 rep cho bài OXP này. Sau đó thì chúng ta sẽ qua bài dumbbell incline press. Thì ở những cái giáo án push pull leg này thì nó những cái dạng bài nó cũng khá là xem nhau, nhưng mà nó sẽ có những cái dạng tập khác nhau ha. Thì ở cái bài này là chúng ta sẽ chơi một cái lượng rep nó tương đối là hypertrophy một chút, hypertrophy phase á, thì thường nó rơi khoảng từ 10 đến 12 rep ha. Thì mới set nãy thì Trung thường là từ những cái cây barbell qua dumbbell, thì Trung sẽ warm up những cái set, một cái set nhẹ trước, là Trung warm up cái set 30kg. Thì nó sẽ làm cho chúng ta nó quen dần với lại cái lượng tạ. Còn ở cái bài này thì chắc Trung có hướng dẫn mấy bạn nhiều ở những cái bài push rồi ha, nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà ở cái này, ở góc quay này thì mấy bạn thấy rằng cái tay của Trung nó hơi vuông một chút. Thực ra là Trung xuống cái tay của Trung nó hơi chỉ một góc chéo ha, tại vì do góc quay nó làm cho mấy bạn nhìn thấy rằng là nó tương đối ngang. Nhưng mà Trung ráng là Trung sẽ xoay cái gù chỏ hướng chéo một chút, chứ không có ngang hẳn 90 độ ở cái bài incline này. Ok. I'm
sau đó thì chúng ta sẽ qua cái bài là bài weighted dips. Ở đây là 3 set nhân cho 6 đến 10 rep ha. Weighted nghĩa là chúng ta sẽ kẹp một cục tạ vào. Những bạn nào chưa quen á, thì mấy bạn sẽ tập với lại cái máy machine dips á. Ở cái video trước chúng có đã quay rồi. Thì ở cái bài này thì nó cũng đơn giản thôi, mấy bạn đừng lock vào cùi chỏ ha. Một cái tip để vào ngực đó là mấy bạn không lock cùi chỏ. Mấy bạn thấy Trung giữ một cái tension nhất định ở cái bàn, ở cái phần ngực ha. Mấy bạn không thấy Trung lock cùi chỏ thì khi nào mà tập lock cùi chỏ là chúng ta sẽ lập tập tay sau. Ok, và sau đó là chúng ta sẽ chuyển qua bài cable crossover 3 set cho 12 đến 15 rep. Thì do cái khúc này đó là gần hết pin rồi nên những cái bài sau chúng quay rất là tiết kiệm luôn, rất chỉ có một set một thôi. Vẫn nhưng mà vẫn đảm bảo đủ bài cho các bạn ha. Thì cái ngày push này nó cũng không có dài lắm. Thì cái bài này cũng là đại tương đối giữa rồi. Thì cái này là có một lưu ý nhỏ với mấy bạn là mấy bạn lúc mấy bạn vô á, mấy bạn đừng xoay hai cái mặt bàn tay lại với nhau. Mấy bạn thử như chung ở trong clip á, là mấy bạn đưa nó giống như là hai, giống như chúng ta ép vào cái tay úp á, mà ép vào nhau. Mấy bạn thấy chung úp tay ép vào nhau không? Thì như vậy á, và có xu hướng rằng là hơi đẩy cái cùi chỏ lên một chút ha. Thì như vậy mấy bạn sẽ thấy nó tác động vào ngực khá là tốt. Nhưng mà mấy bạn thử là xoay hai cái úp tay xoay vào nhau trước ha. Bây giờ chúng ta là ngửa tay úp vào. Và sau đó chúng ta sẽ qua cái bài là Egyptian Side Lateral Raise 3 set nhân cho 15 rep. Thì cái bài này Trung nghĩ rằng mấy bạn cũng biết, nhưng mà Trung ít khi nào quay lên trên channel ha. Thì cái này là chúng ta sẽ gắn cái cable và chúng ta sẽ đưa lên từ đằng sau chứ không phải đưa lên từ đằng trước. Thì như vậy lúc mà chúng ta vừa lên á, nó sẽ vừa đạt được một cái điểm để chúng ta siết được cái phần mid-dell của chúng ta, là cái vai giữa lại. Nó khá là ok ha. Thì mấy bạn đứng một góc chéo 45 độ một chút à, rồi mấy bạn sẽ raise 15 cái tất cả. Và sau đó chúng ta sẽ qua cái bài là Redel Fly, Back Redel Fly. Cái bài này là single ha, từng tay một, 3 set nhân cho 12 rep từng tay một ha. Thì cái bài này với bài sau á là do máy thực sự hết pin rồi nên Trung chỉ quay đúng một set duy nhất thôi. Tại vì quay set này xong là máy nó báo phải thay pin rồi. Nhưng mà sau đó là Trung vẫn cố gắng Trung quay được một set tay sau nữa. Nên là mấy bạn thông cảm với Trung ha. Thì đó là tất cả những cái ngày push trong cái giáo án mới này. Thì nó cũng tương tự, gần hao hao thôi, giống cái cũ. Nhưng mà nếu bạn nào chưa tập cái cũ thì mấy bạn nên tập cái cũ trước. Sau đó chúng ta sẽ qua cái này ha. Rồi ok, sau đó chúng ta sẽ qua cái bài cuối cùng của cái ngày push ngày hôm nay. Đó là bài Machine Tricep Extension 3 set nhân cho 12 rep. Thì cái máy này á, mấy bạn không có thì mấy bạn sẽ thay bằng cái bài tricep push down với lại những cái thanh bar thẳng ha, hoặc là cong một chút cũng được. Và mấy bạn tập một bài tay sau duy nhất thôi. Rồi ok, mấy bạn nhớ like, share và subscribe channel cho Trung nha.